chiêng bò mẹ pinong hạc sường chơ chú tổn mày đằng bóng nhọt xóm bờ cò khòm ngáp mèn chơ bò mẹ chừa côn tay nặng bản khá xá sạp vạt huyện yên châu lựa ảo mưa đi ven chăn vầy khéo vàng hồi cống sơ đồng sửa y lò hịt không cống sơ ngườn lang vào khẩn vùng kinh tế số văn hóa ý nghĩa lò phá mon hở chủ côn và cỏ mi bạc hanh hảo khẩn khấn cao hở phà dài đét bao phồn chọc trần khẩu mạ má tư khai nị mơi bò mẹ pin hồng bòm sung khỏi sáu hù mắt bảng hồi cống sơ đồng sửa không bò mẹ chửa côn tay nặng huyền yên châu tỉnh sơn hà pin hồng bòm bấn phăng. Bò mẹ chừa côn tay lưng đù ải bố thèn lò thánh thân nhớ luồng xưa luống pan họt cuồng kín thế rú khòng lại côn lúa nặng mức lùm chuông càng vừa sức năn vỉa cống sơ phà đìn sền bàn sền mương lò hịt không tòng trầm cống sơ báo xương đầy vang sửa đầy khòng bò mẹ chừa côn tay hàng vì bộp dàn hùa mưa xuân bò mẹ chừa côn tay nằm bản khá xá xà bạt huyện yên châu lưng khảy ó hịt không xin cống sơ đồng sửa. Đồng sửa là bón bá vầy hiểm căm. Y lò giàn vầy hở dần mương ầu. Chù tàng khòng lá má xúc má cống sơ. Căm ta giả ơn, ải bú thèn. Sơ hở thánh thơm chào nằm chào đình. Bú màn bú mương. Bầu bú ràn căm ầu buồn kín thế rú ím bó nọ bòm. Dệt hở phồn đét chọc rừng. Khẩu mạ má bôi. Hở tinh lại dần mương cuồng bàn. Chứ là lễ hội đông trường đằng bàn kha ní là mi tê hứng hưng mà mong mi tê đầy chất sạc khôn ní mong chứ là cha ông truyền lại ý nghĩa mà là bên hư trang chiến đằng đông bàn kha ní là mi tê bảo tê bơn tê pu hoạt sạc chuyển ma hoạt sạc lúc sạc lán sơ giác ní là hoạt sạc khỏi ní tên ải ní bưng côn hù chàng cò cồn lầu hở xum hâu hền lầu bưng hịt không tòng trần té trâu té lại không bò mẹ chừa côn tay nặng nỉ bàng hồi hôm mi sào ngòn ăn lò ngòn cống sơ cánh ngòn khắp xe in muồn khẩn khèm cằn bưng tàng trường má cống sơ hôm mi nhớ mù bết cấy khẩu lầu hát pu sửa khòng chầu bá nọ nặn ó mỏi chua hương cuồng bàn nhang ảo ma đồi bó khèn cánh toàn phải đón phải khít vầy ma là ban xìn chơ khẳng khang hở bàng cống sơ chù côn nàng cuồng bàn chi tọp hôm ma ỏm hương sơ chơ ni bò mò chi dệt nà vỉa cáo mới thánh thân chầu nằm chầu đìn thánh thân phẩu đủ hay na hé hiểm bản mương khẽ khuẩn ngâu buông côn mi cồng tàng bàn tánh mương ma kìn ma ảo trường la má xúc dần mương ma cống sơ vầy mỏng cong hở dần mương cuồng bàn mi bạc hanh hào khẩn diệt kìn mà khẩn đầy má đầy mua phải khít như là hao là một em là hết áo váy hết thí rồi phải thay như là áo hết sửa hở phủ sai váy hàng năm là sơ bởi hết mi khái nàng sơ là tắt ngọn ỉn muồn phòn nương xưa là ngọn thì sàn trường mày tó diệt cút biểu tọt con thì bắt bà va biểu lò trường dòng cạt kiếm các buồng kín thế rú khòng ỉn nòng phủ nhinh chừa côn tay nằm nặng tình sơn là va biểu măn bắt trừ vầy dòng diệt chặt là biểu nhang sù chơ mi hai mi đì măn trứng chành luông chàng mư khòng ỉn nòng phủ nhinh chừa côn tay diệt hừa giòn tướm nên văn hóa trường dòng khòng tư khòng chừa côn tay vừa sức năm ngọn thì dệt cút biểu là ngọn thì giềng mi to lăng áo trừ hiểm bến khẩy nét văn hóa người lang khòng chừa côn tay dòng ma cò mèn dàn phải hở ở nòng phổ nhinh chừa côn tay nặng nỉ trứng chành luông hù chàng hôm phân hiểm trừ trường dòng khòng tư khòng chừa côn trầu từ thời xa xưa đến nay là với cái khăn piêu té trầu mà họ khay xiểm khăn piêu lưng này khăn khăn chủ tàng mày phùng như năng xào xíu piêu vầy phong ao bầy khá bú già chơi bầy hân phùa xưa mặn phủ biển êm trắng bó hở đồ nhinh phủ xíu piêu té hang nòi mỏi nhinh xào khăn khang giáo xàm xí va piêu
về diệt trường bốn trường ở Phú Gia, tha và chú hoa biểu chứ xéo leo, hư đẩy chắp bút sớ, văn trắng trần, trắng mi ý nghĩa xưa. Theo cái nét văn hóa của dân tộc mình. Bản khá lò nừng cuồng phương bản chữa côn tay nhang chư hiểm đầy khao trần văn hóa giềng mi khỏng huyền Yên Châu. Bòm cắp khẩu nằm căm kình trường dòng khỏng tư, bưng bay khắp bãi xe muồn phòn giòn trờ chùa côn. Hư vỉa sàn trường mày tó, dệt ó bưng tảng trường sủ khỏng sớ, còn để bò mè nặng nỉ chư hiểm tàu họt khách nỉ. Mới sọng mây cặp bà, ở ma lưỡi khoảng đồ à. Tầm khoảng sơ đồng hồ nừng chẳng mốm rửa tọc ở sán khoảng độ sơ đồng hồ nừng mà chẳng thành một đôi soạn đôi soạn nên là phải phục vụ nông nghiệp hết kinh khái hò cuồng dân tộc bản thà bật hay nàng bàng hồi chù dần mương nàng địa phương cái khé táng phường chứ đầy bấn le ỉn muồn khắp xe ỉn phương không ỉn ngờ lang bòm các bò mè dần mương nàng nỉ cánh chôm hạp vỉa bài cáo àng trường hay khổng na diệt sườn ó nàng địa phường mình biết cái khỏi đầy hù bàng hồi đầu sửa cài tay hươn cánh cài bưng cửa quản trên báo là mạng xã hội khỏi hình bàng hồi nỉ sút tì ý nghĩa y lò từ cốc khỏe khỏi đầy hình bàng cống sư đầu sửa xương nằm khỏi cỏ bồng chờ vững le cánh é xã hù tướm thịt không tòng trần khỏng chừa côn tay bưng không ỉn ngần lang lại tàng muộn bua nua cỏ bót xương đầy rút thiếu đầy cuồng cuồng kín thế rú không bò mè sườn mương tọt con lò luông ỉn muộn há mi té châu té lại cái chén ma khỏng chừa côn tay cài cuống con cỏ tà ó luông cà sàn khỏng lại côn nàng bạt cuồng khỏng bưng đồi báo xào cỏ đầy mèn cằn cài cuống con xài khầm. Chúng tôi cũng rất là vui để được chứng kiến là đây hội xin đồng sửa. Chúng tôi tìm muôn hòn để ma bứng le bằng hồi xin đồng sửa. Để chung in bưng không trần văn hóa ngân lang để tập con khỏng chừa côn tay nằng huyền Yên Châu. Khỏi mong con bưng không in muôn nỉ, chứ để bánh khảy mướt nả, trừ hiểm tàu chùa nỉ họ tươi lằng. Hở bò mè dần mương nằng huyền Yên Châu, bò trùng nằng bản khá bầu riêng. Bảng hồi xin đồng sửa, lò nén văn hóa để trừ hiểm cánh bánh khầy, hôm phơm diệt muồn tướng buồn kín thế rú, khỏng sửa cuốn tay, nặng huyền Yên Châu vào riêng, nặng tỉnh Sơn La vào trùng. Làm sao mà ta đưa cái tâm linh vào trong du lịch, nó nguyện nhiên. Khẩu cùng việc quả in ha và bắt chữ và tin sớ thì sáng xung hông é vào khẩn chân bá ké đồng luồng nỉ cơn đầy hiếm chữ đầy bò mè bò bú bảy chữ té lại chặt lại chùa cái trên ma sòng ma măn cỏ mi lời hở vịa quả in nếu chưa đầy khe ma bứng le quả in nhìn sáng mốc bằng chữ mang lại cái lợi ích du lịch. Bưng bằng hồi ngần lang có ni, cỏ chuốc một rồi xìa, vừa buồng kín thế rú nhang bỏ lại ra ra. Khai nỉ có đầy cấp ủy, chính quyền, huyền xã, chóng hánh hiểm trừ, cánh bánh khầy tùm búa lầu. Dân tộc Thái của huyện Yên Châu chừa công tay nằng huyện Yên Châu có mấy lại bằng hồi ngần lang cuồng bưng phì cải ma huyện cò bùng trời họ dìa trừ hiểm cánh bánh khầy bưng bằng hồi ngần lang xương bằng hồi sò phồn khỏng chừa côn tay nằng xã chiêng hạc bằng hồi mường a ma khỏng chừa côn sinh môn cánh khai nị được các bản khá còn đầy huyện Yên Châu xướp tam bùng trời bày mả pe bón quả ỉn nằng bản na cạt kiến các vỉa bánh khầy nên văn hóa ngần lang cuồng nặn đi bằng hồi xin đầu sửa nằm bạt khá bằng hồi này có đầy trừ hiểm té hừng ma leo chạm bạt xin cuồng phương phí chạm nị vỉa bánh khầy vầy mà pe còn mi lại phù khỏng nuống khay nị vỉa khay ó bằng hồi xin đầu sửa vầy tùm búa lầu nên văn hóa ngần lang khỏng sửa côn tay. Lễ hội này thì đã được duy trì bằng hồi xin đồng sửa lò luông cạt khum bòm pưng
bằng xin cũng sơ ngân lang bòm bưng không trần văn hóa in muôn xương khẩu nằm cam kình bưng không in ngân lang khẩu sửa côn tay bằng hồi xin đồng sửa đầy khai ó nằng phồng mi trừ phồng má muồng kẹo yên châu ngân quỳ khẩu yên nòng phù ninh hàn ngam bén xẻ bình mỹ tốc té bì xươn bưng lang tiếng hừa hương bồn giòn nằn cỏ chiếc tả bình bón nếu chưa đầy khé táng mương ma giàng về cuồng giàn tang ma quả ỉn nằng phồng đình pu tây bắc.